Hiện việc áp dụng vé xe điện tử đối với loại hình xe khách tuyến cố định chỉ được một vài doanh nghiệp vận tải lớn tự thực hiện với những phần mềm và công cụ vận hành riêng biệt, đặc trưng của doanh nghiệp đó. Còn đa phần các doanh nghiệp vận tải nhỏ lẻ với số đầu xe đăng ký trong bến chỉ đếm trên đầu ngón tay thì việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tăng thêm các điều kiện kinh doanh vận tải theo hình thức mới này đang là một bài toán khó chưa có lời giải của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, đa phần các bến xe tại Hà Nội hiện vẫn đang áp dụng hình thức cũ, truyền thống, đó là xé vé trả tiền như trước đây. Cho đến cái thời điểm này thì cái ngành vận tải chúng tôi là đang là bị lỗ rất là nhiều. Nên là nếu mà chi phí quá thì cái ngành vận tải chúng tôi sẽ thu lỗ lớn hơn, thì cũng mong rằng là cái sự đó thì cũng nên rút gọn về kinh, thứ nhất là về phải kinh phí của các nhà xe chúng tôi. Bởi vì khách thì không có, nhưng mà chi phí thì đầu chi phí nó nhiều quá thì trong đó các doanh nghiệp cũng sẽ bị thu lỗ nhiều. Và cái vé qua bán điện tử thì thực sự ra đấy, như trước là mình bán vé coi là thấy cũng có cục quản lý coi là quản lý thôi, cục thuế quản lý thôi. Thế bây giờ có triển khai này thì rõ ràng như có các doanh nghiệp nhỏ lẻ và vừa thì nó lại càng thêm một cái áp lực đấy, rất khó khăn là nó đội lên rất coi là cái vật tư nào thì cái phần mềm cứng, phần mềm phụ, rồi là tất cả mọi cái liên quan đến đấy, thì thực sự ra trong cái vận tải giờ nó đang khó khăn, mà mình lại làm phát sinh ra lại có khó khăn thêm. Thực tế tồn tại nhiều khó khăn trong hệ thống đường truyền dữ liệu, phần mềm ứng dụng đặt chỗ, phương án dự phòng trong thời điểm kết nối mạng, nên giải pháp an toàn mà các doanh nghiệp lựa chọn vẫn là ủy thác toàn bộ cho đơn vị quản lý bến xe. Ngoài ra, các doanh nghiệp vận tải hiện vẫn chưa thể thống nhất được về các quy cách và nội dung cụ thể của mẫu vé điện tử. Theo như hướng dẫn của các thông tư của Bộ Tài chính thì các doanh nghiệp vận tải thì cũng phải có các cái phần mềm quản lý riêng, đồng thời là cũng phải đầu tư các cái trang thiết bị để mà in vé điện tử. Về các cái chi phí đầu tư rồi chi phí đào tạo đấy, nên là cũng tuy nhiên thì bên xe chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đơn vị vận tải cố gắng thực hiện cho hoàn thành cái công việc đấy theo cái thông tư 78 của Bộ Tài chính. Để giải quyết vấn đề này, tại khu vực phía Nam, bến xe miền Đông đã chuẩn bị hạ tầng, hỗ trợ các đơn vị vận tải lắp đặt hệ thống mạng, thiết bị để bán vé điện tử. Ngoài ra, bến xe còn chuẩn bị phương án kết nối giữa phần mềm bán vé của bến xe với phần mềm của các đơn vị để việc bán ủy thác được thuận lợi, phối hợp với các đơn vị in vé trung gian có thông tin, tuyến đường, ngày, giờ xuất bến, giá vé, mã tra cứu hóa đơn, biển số xe để thống nhất về hình thức, thuận lợi cho hành khách sử dụng vé. Cùng các đơn vị đưa ra phương án giải pháp tạm thời để bán vé trong trường hợp mất kết nối mạng. Đối với tuyến đường khu vực chưa kịp thời triển khai vé điện tử, bến xe có kế hoạch tăng cường qua tuyến đường của các đơn vị khác đủ điều kiện về vé điện tử. Đây rõ ràng là kinh nghiệm mà các bến xe tại Hà Nội cần rút ra.